Xin kính chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn theo dõi kênh YouTube Chiến Đồng Tháp. Hôm nay kênh sẽ cập nhật tin mới nhất về giá mít ngày 4 tháng 8 năm 2020 trên địa bàn các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang. Thưa bà con và các bạn, hiện nay giá mít được thu mua tại các dựa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang bắt đầu tăng trở lại và đạt mức cao. Giá mít tại Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang hiện dù thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng đã tăng hơn 15.000 đồng trên 1 kg so với cách đây 1 tháng. Cụ thể là loại 1 38.000 đồng trên 1 kg. Loại 2 là 16.000 đồng trên 1 kg. Loại 3 là 6.000 đồng trên 1 kg. Gần đây, các thương lái đã đẩy mạnh thu mua mít thái trở lại khi tình hình thông quan mặt hàng nông sản ở các cửa khẩu có khởi sắc hơn so với một tháng trước. Người trồng mít thái ở khu vực này phần nào khá phấn khởi hơn sau một thời gian sụt giá mạnh vừa qua. Tuy có tăng nhưng người trồng mít vẫn không vui vì thời điểm này mít rơi vào cú vụ nên nhà vườn không có mít để bán. Nếu giá mít cao như hiện nay, người trồng mít có lãi khá cao anh Châu Văn Rỡ ở xã My An đã mạnh dạng chuyển đổi đất trồng lúa để trồng mít và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì tôi nói thiệt chú như ngày xưa trước giờ trước giờ đây thì ở đây bằng lúa không à. Rồi khoảng năm 2000 tôi nói là năm từ năm 2014 trở về trước, 14 15 trở về trước thì bằng lúa thì năng suất thì có thì cũng có lời được chút đỉnh chứ còn từ nói năm 2014 trở về 18 19 đây là bằng lúa không có năng suất là một là không có chức hai nữa là giá cũng bất bên bằng không có lời rồi tôi thấy là cái vụ mà mít mít nè trồng thì tôi có trồng tôi nói chú hồi nãy là anh trước tôi có trồng một mớ à, tôi thấy nó cũng về một là dễ trồng hai nữa là là nó cũng có giá rồi tôi mới sang ra đây hồi đó cái đây cũng làm ruộng rồi chứ đâu có vườn đâu rồi tôi lên mấy công là tôi trồng rồi năm rồi năm nay thì tôi thấy giá bà mấy người mà trồng trước là thấy giá rất ngon thì tôi nói nào ngay cũng hơi từ hôm rồi nay tôi bán cũng là giá thì không được như mấy người trước mà cũng ba chục ngàn có, hai 28 hai ngàn có, thì so ra tôi làm nhiêu nhiêu đây ba trăm cây này là cho so ra tôi tôi bị theo tôi giờ tôi còn mười mấy con ruộng ngoài là nó chấp mười mấy công ruộng ngoài mà không lại luôn á. Tuy giá mít cao là vậy nhưng ngành chuyên môn khuyến cáo người dân không nên đồ ạt trồng để tránh tình trạng cung vượt cầu rớt giá như các loại nông sản khác. Bản tin giá mít đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt hẹn gặp lại bà con và các bạn trong bản tin lần sau